Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một game hình như có vẻ nó là Weebu không ạ? Tên là Học viện H5. À, mình sẽ vào trải nghiệm luôn server mới nhất cho mọi người. Rồi. Thú vị, thú vị. Nhập nhiều quá. Thì trước khi vào game thì cũng chia sẻ với anh em một chút. Đấy. Là anh em dạo này bảo mình ông làm video game H5 với game private hơi nhiều anh ạ. Tôi bắt đầu ức chế ông lại. Thôi anh em thông cảm giúp tôi tí đấy, lâu lâu mới có dịp. Lâu lâu người ta mới à quên. Dịch dã mà không thông cảm tí thôi. Trời ơi anh em khó tính quá. Trời. Thôi anh em không 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 xem tôi cũng có ép đâu mà, nhưng mà anh em vào cho tôi xin like. Thôi anh em thông cứ thông cảm, thông cảm. Dịch dã ai ai cũng nghèo đói cả. Tôi may còn có việc mà làm. Nhiều anh em bây giờ khi thất nghiệp có việc làm là phải làm các bạn. Chết đấy. Anh em cứ chửi tôi buồn lắm. Này anh em nhìn thấy mắt thâm quầng không? Đấy, tối tôi khóc ấy. Mỗi lần mở comment thấy các ông chửi tôi bảo ông đổi mẹ tên kênh đi. Khóc khóc thông cả đêm luôn, thông cảm nhá. Rồi. Con game này là mới tinh ấy, không có đổi tên đi đổi tên lại đâu nhá. Kiểu nhân vật tạo hình chibi mà theo phong cách khá là hiện đại này. Đấy. Dòng game là dòng game H5, Học viện H5, game thẻ tướng ấy. Cũng kiểu thẻ tướng đúng không, nhưng mà nhân vật nó là kiểu nhân vật Weebu một chút. Ok, mấy cái nhiệm vụ ngoài nó cứ đảo đi đảo lại này liên tục à. Server mới của con game này sẽ mở vào lúc 11 giờ ngày hôm nay các bạn. Đấy, nên là anh em nào muốn trải nghiệm thì phóng game trước đi. Link group và link fanpage mình để dưới phần mô tả video cho mọi người ấy. Đấy, căn bản là anh em lên đấy để hóng, đặc biệt là cốt cùng các kiểu cho nó đỡ bị thua thiệt với so với những người khác. Còn video ngày hôm nay thì mình cũng có hẳn một cái cốt luôn cho mọi người để cho phần mô tả video ấy. Em xuống đây copy mà nhập nhá, tí mình nhập check thử cho mọi người luôn. Nhập cốt thì anh em lên trên website, lên web game này bấm phần gift code, bấm phần gift code này, chọn game, xong rồi chọn học viện 1 này, sẽ hiện nhân vật của mình ở đây, xong rồi nhập mã quà, đấy, học viện chia sẻ. À, xong bấm xác nhận. Thế là sao? Thế là sao? Đấy, vào trải nghiệm thôi. Thư luôn nè. Có thư luôn nè. Đấy. Ăn ngay kim chỗ. Núi kim cương luôn. Một núi kim cương luôn. Con game này thì game H5 thôi. Kiểu mấy con game H5, mấy game private kiểu này ấy, là do những cái nhóm phát triển riêng lẻ người ta phát triển. Chứ không phải thuộc một nhà phát hành nào cả. Nên anh em phải thông cảm. Không nào thích thì chơi. Không thích thì thôi. Đấy, anh em đừng có buông lời. Cay nghiệt. Tổn thương tôi á. Gì đây, đưa ra ý kiến hay là nó bắt bắt mình phải chat à? Đâu vượt vượt ải mà mình để khổ full màn hình. Game H5 thì nói chung là nó sẽ phù hợp với tất cả các dòng máy rồi, chỉ cần các bạn có trình duyệt ở trong máy là chơi được. Đấy rồi, game mà mình thấy nó cũng khá thú vị khi mà cái đồ họa của nó kiểu 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 chibi như này. À, quà đây là quà VIP này. Nhận hết đi. À, nhận hết quà VIP xong rồi mình sẽ khám phá xem những cái gói quà VIP này sẽ có cái gì. Mở khóa trang bị. Cái này là cái gì? Em không bấm mà được. Kỹ năng. Rồi. Cái này là cái gì? À, cái gọi là cái vầng quang ở dưới chân. Ui, nó lên một cái tầng mới kìa. Thú vị nhỉ? Xem nó lên tầng mới nữa xem nó lên cái gì nào. Ui, cái này hình này xấu hình cái hình trước là nào ta? Hết rồi, hết sử điểm rồi, không lên được max 400 rồi. Đen ta. Có cái nào mua không? Tôi mua, tôi nâng tiếp. Đang cuốn. Cấp 25 mới mở cả lâu thế nhở? Đây, dung giải nguyên liệu này. Đấy, à đấy. Nhận nốt này, lấy cái túi đồ. Đúng vậy, ôi dồi ôi, túi đồ mà yêu cầu cấp cao thế này. Sao lại yêu cầu cấp cao thế nhở? Đối hóa là cái gì? Hết nguyên liệu à? Hết tài nguyên. Cứ nâng thôi. Hết thì thôi. Chiến lĩnh. Đây là những con tướng có lẽ là sẽ là những tướng đi cùng kiểu vậy đúng không? Nhưng mà chưa việt hóa hết, những cái quan trọng như này là những cái phải việt việt hóa hết này. Đấy, những cái này là những cái phải việt hóa hết này. Để này rất là khó hình dung cho người chơi. Đấy, mình gửi đến nhà bên bộ phận phát triển nha. Những cái chỗ như kiểu lên trận, bỏ lên trận như kiểu này. Cái này mà không việt hóa anh em rất dễ nhầm. Anh việt hóa phải hết. Ôi, hệ thống của nó nhiều lắm các bạn.
chắc chắn là thoải mái lựa chọn luôn. Hạng gì đây? Quà giảm giá này, mua bằng kim cương đúng không? Hợp lý đấy. Sẽ có những cái gì nữa? Cái quà giá có nhiều thế. Gói này à? Thế bảo gói này mình đủ tiền mua, nó sáng cho mình mua. Nhận này, kim cương đó. Đó. Ngoài cái code mình share cho anh em ấy thì dưới phần mô tả video còn rất là nhiều code nữa. Quên. Vào group để tham gia hoạt động live share các kiểu sẽ được nhận được thêm rất là nhiều code nữa, nên anh em cố gắng vào nhé. Server sẽ mở lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay. Em thu xếp vào trải nghiệm cấp 20, mình vẫn chưa lấy cấp 20, mới cấp 17. Cay ta. Cường hóa đi. Có tiền rồi lại vào cường hóa. Nhân vật này. Đấy, cái này gọi nó không phải là mở khóa trang bị mà nó giống như kiểu là gọi là đổi trang bị. Đổi trang bị hay là trang bị nhanh kiểu vậy. Rồi xong này, cố gắng lên đi 20 cái xem ạ. Cố gắng lên 20 cái xem ạ. Làm mấy cái nhiệm vụ ở lên 20 nhanh lắm. Đâu đâu, sao quay đi còn lại mấy cái bọn này nhỉ? Không có nhân vật kiểu phản diện nào khác à? Nhìn mới mẻ hơn chút đi. Trương Giác á, bé Trương Trương Giác tạo hình vãi đái này. Game này nên để là Học viện Tam Quốc. Với tôi thấy cái dàn tướng đây, đây. À đấy, Lữ Manh, Trúc Dung, Tào Phương, Đinh Phụng, đây là tướng Tam Quốc mà. Ngụy Duyên, ôi trời ơi, sẽ Ngụy Duyên, Cố Hủ, Bàng Đức, Hứa Chử, ôi trời ơi, Chử CH ông ơi, Tôn Sách nè. Rồi đây là Học viện Tam Quốc rồi. À, hợp lý đấy. Trần Cung à, chắc... nào Tôn Sách của tôi sao lại tướng Lam thế nào. Ôi trời ơi, giờ tôi mới để ý cái bọn này nha. Quan Vũ, Quan Hưng, ui Hoàng Nguyệt Anh tướng vàng, Mã Tắc vàng, Trác vàng, vàng luôn. Lữ Bố, ui cô te hụt mẹ thế nhở. Này là gì, Thường Nga là ai? À có cả tướng Thường Nga nữa, giống kiểu hàng Nga. Thương Duy nè, Vu Cấm, Triệu Vân nè. Này Triệu Vân cam mà Tôn Sách của tôi lại là tướng Lam, lại thế nào? Nhạc Tiến nó còn lên được cam trời. Lăng Thống, ôi đây có cả tướng Nhan Lương tướng đỏ luôn, trời ơi, Văn Xỉu luôn, Tôn Ngộ Không. Người mày mạnh hoạch nó lên đến đây rồi trời ạ. À, Chu Thái, Hán Hiến Đế, Tôn Kiên, mẹ nhân vật Tam Quốc biến thành Quy Bu hết. Tuấn Du rồi ạ. À, game này mà bảo ngồi suy nghĩ là tôi cũng đau đầu lắm đấy, biết nghĩ kiểu gì. À, lên 20 vào tâm bảo cái tâm bảo xem nó có cái gì. Ồ kìa, bạn ở bây giờ mua cái này thì thằng mẹ gì, à miễn phí này. Ồ, được nhiều quà phết đấy chứ. Đây là kiểu bên ngoài học viện, mỗi gói tầm báo này chứ có cái gì đâu, cứ sáng hoài thế. Những cái vật ải kiểu thôi, cường hóa. Cho tôi cái thẻ tôi lấy con Lữ Bố cũng được. Tôi đang mê con Lữ Bố nhìn đẹp phết. Cái này level 25 mới mở. Chán ghê. Cái thế. Vui lòng. Bên trong vui lấy được chân phẩm. Chân phẩm. Ui, cái này có trang bị được không ta? Nó báo tôi lấy được cái của nợ đấy đấy. Mà tôi chưa biết trang bị kiểu gì. À, túi đồ rồi. Đây này. Ui, cấp 112. Má ơi, bao giờ tôi mới được lên level? Game này chắc là cố gắng cày level để mang trang bị mất. Cố gắng cày level chỉ để mang trang bị thôi. Nhân vật, kỹ năng, mở khóa các kỹ năng. Hết rồi. Hết xử tiền. Ok. Ôi vẫn không đủ kìa. Mua đi. Mua mà nâng. Xem có khác biệt không nào. Ui, cái gì nhỉ? Xấu thế nhở. Hơi cú ấy. Nâng cấp lên xấu hơn cả bình thường. Đen ghê. Có cái vòng đâu? Rồi đây. Vòng này xấu quá, cái vòng có cái vòng nào nhìn nó chất lượng hơn. Mất công mình nâng ạ. Đúng rồi, có cái vòng thứ hai đẹp phết. Như vậy giữ sừ lại cái vòng thứ hai. Ngon mẹ rồi. Nên tôi xem trên sự kiện ghép nó có cái gì hay ho mà. Nạp xu à. Nạp game à, lịch sử nạp chơi game. Cái này cũng không có cái gì lắm nhỉ. Nạp xu, nạp game. Keep code không có cái gọi là quà nạp đầu gì hay hay ta. Nạp xu hay nạp qua các cái thẻ ở. Vậy là không có cái gì hay ho rồi.
Chán ghê. Đó. Chứ mà về căn bản thì con game mà chơi khá giống như con game H5. Khá giống như con game H5 khác thôi. Kiểu như hỏa chí ngùng kiểu ấy. Kiểu dạng dạng chơi game như này. Đấy, không 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 có gì gọi là quá khác biệt lắm. Anh em mình thấy là vậy. Được cái là cái nhân vật của nó mình thấy nó khá là bá đạo khi mà mang nhân vật Tam Quốc và biến đổi thành toàn nhân vật nữ xong rồi nhìn kiểu Weeaboo như này hợp với khá nhiều anh em đấy. Rồi link tải dưới phần mô tả video, à link chơi game dưới phần mô tả video nhá. Anh em có nhu cầu xuống tải game về chơi. Video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy hay có like, share, subscribe kênh. Còn bây giờ thì xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người nhá.